Giang Đình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho nhà về cây giống mận xanh tam hoa tại vườn nhà mình cả nhà ha. Đây, cái lá của mận xanh tam hoa thì không thể nào lầm vào đâu được cả nhà ha. Nó có màu sẫm đậm nè ha, và lá rất là to luôn. Đây, hiện nay mình sẽ giới thiệu cả nhà về cây giống loại bự mà cao 2 mét trở lên cả nhà nha. Cây rất là cao. Đây, tán tùm luôn nha cả nhà. Đây, tán qua từ đây qua đây. Cao 2 mét, hơn 2 mét cả nhà ha. Tới đây là 1 mét 6 rồi nè, mà lên tới đó là phải từ 2 mét mấy trở lên. Thì nói chung mình muốn nó cái tán nó phát triển rộng ra thì mình cắt ngang khoảng chừng chừa là khoảng chừng 1 mét 6 rồi, mình cắt nó tự bung ra thì cái nó sẽ lùn và cái tàn nó bung đều ra và bắt đầu nó cho trái cả nhà nha. Loại này thì mình là cây hàng dưỡng lâu năm là cả nhà nha. Thì đang có chiều cao là từ 2 mét trở lên đó. Thì loại này trồng thì mình ra chậu trồng thùng xốp cũng được. Ra chậu to một chút xíu nữa thôi là bắt đầu vài tháng sau là bao cho trái cả nhà ha. Cây này là hàng cây ghép nên rất là nhanh trái. Đây, cây ghép cả nhà nha. Rồi, cây mận xanh tâm hoa to như vậy hiện tại gia đình đang có giá là 450k trên một cây nha cả nhà. Đây, 450k trên một cây thôi nha. Rồi, nhanh tay đặt gạch nha khách yêu ơi, chỉ một cây duy nhất thôi. Chỉ có một cây duy nhất thôi. Khách yêu ai có nhu cầu mà sở hữu ngay một em mận xanh tâm hoa như vậy thì mình liên hệ ngay gia đình, nó số điện thoại là 0978163255. Mà có thể đến vườn, địa chỉ vườn mình trực tiếp ở số là 294 hoặc là 4-4 đường HT17 phường Hiệp Thành quận 12, gần bến xe buýt Hiệp Thành cả nhà ha. Ngoài cây bự này ra thì mình có những cây xanh nhỏ nhỏ khoảng chừng 1m2 cho đến 1m có luôn nha cả nhà. Đó. Rồi xin chào cả nhà nha.